Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiện hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh 1967, hốt hết lộc trời, phát tài đổi đời giàu nhanh chóng mặt, nổi tiếng khắp cả vùng. Quý khán giả thân mến, không ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi, người ta cần học hỏi và trau dồi tri thức. Cũng không ai tự nhiên sinh ra đã thông tuệ và nhiều kinh nghiệm thông thái, người ta cần trải nghiệm đủ góc độ mỏi mệt của nhân sinh. Kiên cường không phải là bẩm sinh, nó là sự lựa chọn kiên trì, không phải là thứ trời ban, nó cũng là một khả năng được rèn rũa. Trải đời bao năm, có lẽ cô bác tuổi Đinh Mùi đã quá thấu hiểu sự đời rồi. Cuộc sống luôn thăng trầm biến động không ngừng, người người ai cũng phải bon chen lăn lộn để mà kiếm cho được đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Cuộc sống đâu phải chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn phải lo cho những người thân yêu cùng chung sống dưới một mái nhà. Và càng lớn tuổi thì trách nhiệm đó có nhiều không vậy? Chắc chắn là có, thay vào những nỗi lo thời còn trẻ khi đi học, tìm việc làm hay là chớm nở tình yêu trai gái, thì đến độ tuổi ngũ tuần lại là những nỗi lo về nhà cửa, đất cát, lo cho con, cho cháu, rồi tới giỗ chạp, ngày lễ lớn nhỏ trong gia đình và họ hàng nội ngoại. Rồi đến tuổi lục tuần thì lại lo tuổi già có được một khoản tiền tiết kiệm đủ để không phải bươn trải ngoài đời và không là gánh nặng, sự bận tâm của con cháu. Chính vì vậy mà việc nắm bắt được vận trình của mình trong tương lai là mong mỏi lớn nhất và cũng là điểm giữ tinh thần ổn định nhất dành cho quý cô bác tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, mới đây nhất các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tuổi Đinh Mùi biết được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi xem diễn biến vận trình trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn. Không hẳn là chấm tội hay ghi công, vì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học hay là để cho cái cõi hồng trần này dùi dập, cuốn đi. Nhắc cho Đinh Mùi nhớ rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của cô bác khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mắc cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si, sân hận che mất suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến ta đưa ra những lựa chọn nhầm đường, lạc lối. Người tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước sông thiên hà. Những người tuổi Đinh Mùi là người hòa nhã, lịch sự, hiền lành, trung thực, thẳng thắn, có lòng từ bi và hay giúp đỡ người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và không mong đợi lợi nhuận. Vì vậy, họ có mối quan hệ rất tốt giữa các đồng nghiệp và bạn bè. Mặc dù đôi khi họ bướng bỉnh nhưng họ chấp nhận lời khuyên của bạn bè. Ngoài ra, họ thích ở trong một môi trường gọn gàng, vì vậy họ luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Nhưng họ là người tình cảm và chủ quan, họ dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Họ luôn có một số ý tưởng không thực tế và quá cứng đầu để thừa nhận nó. Đôi khi họ bi quan, ngại làm mọi việc và chỉ thích dựa vào may mắn. Những người tuổi Đinh Mùi có bản mệnh thuộc hành thủy, đại diện cho tư chất thanh cao, trong sáng. Trong ngũ hành thủy là đại diện cho trí đức. Bên cạnh đó,
âm quả của can đinh tương sinh với âm thổ của chi mùi nên tuổi đinh mùi trời sinh được hưởng phúc dày. Dựa theo đó, những người này rất có khả năng sẽ trở thành những nhân tài kiệt xuất. Tâm hồn của người tuổi đinh mùi trong sạch như nước trên trời, không chỉ tinh khiết mà còn cao quý hơn người. Sự thanh nhã luôn được thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói của họ. Những người này giàu lòng trắc ẩn, luôn cảm thương với những người có số phận đau khổ, vậy nên họ sẽ hành động để đấu tranh cho những bất công trong xã hội. Người tuổi đinh mùi luôn khát khao về một tình yêu lãng mạn, nồng nhiệt. Họ muốn được đắm chìm trong cảm xúc, mùi vị của tình yêu. Tuy nhiên, họ rất dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm, vì nội tâm của họ rất nhạy cảm, yếu đuối. Sau khi kết hôn, họ sẽ dốc lòng chăm lo cho mái ấm gia đình. Những người tuổi đinh mùi sẽ có một sự nghiệp suôn sẻ. Đối với nhân viên văn phòng, tốc độ thăng tiến và tăng lương trong cả cuộc đời của họ tương đối chậm. Họ không có khả năng trở thành người quản lý cho đến khi họ 40 tuổi. Một số người thậm chí không thể đến vị trí quản lý cho đến khi họ nghỉ hưu. Đối với các doanh nhân, rất có khả năng họ sẽ được khách hàng khen ngợi vì thái độ và hành vi khiêm tốn của họ, và sau đó có được những đơn đặt hàng lớn. Nhưng hãy nhớ thực hiện nghiên cứu trước khi bắt đầu một dự án mới và đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Sự giàu có trong cuộc sống của họ khá quanh co. Họ có thể không kiếm được nhiều tiền lương hơn so với các đồng nghiệp của họ, nhưng vận may của họ là khá tốt. Trong đầu tư, họ có một tầm nhìn độc đáo trong đầu tư, và các dự án đầu tư mà họ chọn thường có lợi ích tốt. Đặc biệt đối với các doanh nhân, sự giàu có của họ sẽ được tăng lên rất nhiều nhờ những lựa chọn đầu tư đúng đắn. Ngay sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi đinh mùi sinh 1967 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang thời điểm nửa đầu tháng 9 âm lịch này, do ảnh hưởng của cục diện tương phá, vận trình của người tuổi đinh mùi được dự báo có nhiều bất ổn, sóng gió chờ sẵn. Đây là một thời điểm thích hợp để ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc những bước đi mạo hiểm trong công việc và cả cuộc sống. Hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Thách thức chắc chắn không thể thiếu khi đưa ra quyết định. Bản mệnh cũng cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của bản thân. Tài vận trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này của tuổi đinh mùi khá bấp bênh, làm nhiều hưởng ích. Nếu thời điểm này bản mệnh còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Thời điểm này, việc đầu tư cũng chỉ nên tiến hành ở quy mô nhỏ và vừa phải. Bản mệnh hãy cẩn thận từng đường đi nước bước sẽ không thừa. Phương diện tình cảm thời điểm này của tuổi đinh mùi không lý tưởng. Tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, không khí gia đình căng thẳng. Người độc thân an phận và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Về sức khỏe trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, con giáp tuổi đinh mùi cần đặc biệt chú ý đến tình trạng thể chất của mình. Do áp lực công việc và cuộc sống căng thẳng nên một số tình trạng khó chịu có thể xảy ra. Bạn cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của tuổi đinh mùi sinh 1967 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi đinh mùi sinh 1967 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này có sự xuất hiện của cục diện tương phá, làm đảo lộn không ít kế hoạch đã dạch sẵn của người tuổi đinh mùi. Nhiều vấn đề rắc rối ập đến, bản mệnh cần có sự chuẩn bị tâm lý. Vận trình công việc nhiều biến động, thăng trầm bất ổn, các dự án của bản mệnh vì thế mà gặp nhiều trở lực. Bạn được khuyên hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Áp lực từ phía thách thức chắc chắn không thể thiếu, nên sự cạnh tranh trong thời điểm này cũng tăng mạnh. Con giáp này không chỉ phải đề phòng kẻ tiểu nhân đố kỵ mà còn phải dè chừng nội bộ lục đục. Hầu như tất cả mọi thứ như đang chống lại bạn, bạn cảm thấy ngày càng bế tắc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy sự trì trệ, chậm chạp và né tránh. Có thể những căng thẳng trước mắt khiến tuổi đinh mùi cảm thấy mệt mỏi, khó duy trì được quyết tâm lâu dài, sinh ra tâm lý trốn tránh, kiểu được lúc nào hay lúc ấy. Tuy nhiên, bạn càng thiếu sự chủ động, càng tránh né thì rắc rối càng gia tăng, càng những lúc áp lực khi buồn bực hay cảm thấy chán nản. Bản mệnh càng phải kiên cường hơn nữa, bởi không phải người khác mà chính bạn mới có thể quyết định vận mệnh của chính mình.
bạn cũng có thể nhìn sự việc theo các góc độ hay khía cạnh khác nhau, thay đổi một chút tâm thái hiện tại. Chắc chắn người thông minh như bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn và giành lại thế chủ động trong mọi chuyện. Khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này cũng cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của bản thân. Ngoài ra, bạn cũng cần nỗ lực và chăm chỉ hơn, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và học hỏi, đồng thời thiết lập các mối quan hệ cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm tốt để tìm thêm những sự trợ giúp hữu ích khi cần. Nhìn chung, do vận khí bất ổn nên đây là một thời điểm thích hợp để tuổi Đinh Mùi ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc những bước đi mạo hiểm trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tài vận của tuổi Đinh Mùi cũng bộc lộ sự thụt lùi kém sắc. Các kế hoạch kiếm tiền làm giàu thường vấp phải sự cố hoặc thất bại phốt chót, khiến cho con giáp này khá chán trường, bản mệnh có tâm lý muốn bỏ cuộc. Nếu như tương phá báo hiệu điềm báo có cạnh tranh ngầm, đấu đá chiếm đoạt, lợi ích tiểu nhân đâm lén sau lưng, thì nguyệt lệnh lâm mộ lại ám chỉ đường tài lộc của bạn nhiều thăng trầm, lúc được cũng nhiều mà khi mất cũng không hề ít. Thời điểm này, bản mệnh có thể làm nhiều mà hưởng ít, nếu còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Làm gì cũng phải hết sức tỉnh táo và thận trọng, không nên tin người thái quá kẻo rước họa vào thân. Thời điểm nửa đầu tháng 9 âm lịch này, việc đầu tư cũng chỉ nên tiến hành ở quy mô nhỏ và vừa phải, cẩn thận từng đường đi nước bước sẽ không thừa. Bản mệnh đặc biệt lưu ý trong thời điểm này, những trò đỏ đen, cá cược phải tuyệt đối tránh xa để không vướng vào những tổn thất không thể khắc phục được. Ngoài ra, việc quản lý tài chính cần phải được thực hiện nghiêm túc và kịp thời để giữ được tiền trong túi. Nếu tuổi Đinh Mùi có các khoản tiền nhàn rỗi thì cũng không nên đầu tư liều vào hạng mục nào đó mà mình chưa rõ hoặc chỉ vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này có những vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý. Do áp lực tinh thần lớn nên sẽ gây ảnh hưởng tới thể trạng của bản mệnh, những triệu chứng khó chịu xảy ra thường xuyên hơn. Hơn nữa, tình trạng chán nản, sa sút tinh thần kéo dài có thể gây nên chứng trầm cảm. Bạn nên chia sẻ và tâm sự với người thân và bạn bè để có thể tìm được sự hỗ trợ kịp thời. Con giáp này cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Thông qua những biện pháp này, người tuổi Đinh Mùi có thể giải quyết những rắc rối bên trong, cải thiện tâm trạng, cải thiện thể chất và khả năng miễn dịch, đồng thời đương đầu tốt hơn với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, dù có thái âm nhập mệnh, nhưng ảnh hưởng của tương phá quá lớn nên chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi khá bấp bênh, nhiều nỗi buồn, thậm chí có cả nguy cơ đổ vỡ. Với các cặp vợ chồng tình cảm lạnh nhạt, nguyên nhân cũng bởi bản mệnh có xu hướng hành động thiên về công việc mà lơ là chuyện tình cảm. Công việc quan trọng nhưng gia đình cũng không thể bỏ bê. Chính vì chưa thể cân bằng được hai vấn đề này nên con giáp này và bạn đời thường xảy ra tranh cãi. Nếu để tình trạng này kéo dài thì không khí gia đình căng thẳng còn ảnh hưởng tới con cháu. Bạn nên chủ động chấm dứt tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt này ngay. Người độc thân thời điểm này an phận, bản mệnh cảm thấy thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại, nhưng thực tế thâm tâm bạn vẫn mong muốn tìm được cho mình một nửa phù hợp. Dù rằng các mối quan hệ của bạn cũng không đến nỗi tệ, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp chẳng hề dễ dàng. Quý khán giả là thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Đinh Mùi có thể nhận được những lời khuyên giúp ích rất nhiều cho việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Bạn nên tiếp thu có chọn lọc, nhưng chớ nên tỏ thái độ cái gì cũng biết kẻo làm phật lòng người muốn giúp bạn. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sẽ có những đề nghị hấp dẫn nhưng cũng đầy mạo hiểm và nhiều rủi ro liên quan đến dự án mới hoặc công việc mới. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi nếu rèn luyện những kỹ năng cần thiết.
ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, thái độ làm việc tận tâm và nghiêm túc sẽ mang lại danh tiếng tốt cho bạn. Một số người cũng may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên, gia tăng cơ hội thăng tiến. Ngày 12 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng thăng hoa và không chỉ vậy. Trong khoảng thời gian này, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sẽ có một số việc mới phát sinh và đòi hỏi bạn cần tập trung để giải quyết vấn đề. Những điều này thường mang ý nghĩa lâu dài, vậy nên bạn cũng cần đầu tư nhiều thời gian hơn để có thể nhận được kết quả như ý. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuần này, dưới tác động của cục diện tương phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc. Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác. Kiếp tài cũng khuyên bản mệnh chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng, đặc biệt khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn. Tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuần này, thiên quan gây rối cho người tuổi Đinh Mùi, bản mệnh dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích động, có những lời nói và hành động quá khích. Con giáp này là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mà mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào. Đừng biến mình thành kẻ nông nổi gây ấn tượng xấu cho người khác. Tuần này Mộc khắc thổ còn khiến cho bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc người thân trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Tiếp theo sau đây sẽ là cẩm nang dượng vận cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: vận trình có nhiều bất ổn, tài vận khá bấp bênh, được nhiều mà mất cũng không hề ít. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Con số may mắn 88, 44 và 20. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Đinh Mùi sinh 1967 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý, tuổi Tý sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Tuổi Tý thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Đinh Mùi không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi Tý nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Dần cần để không gian cho tuổi Đinh Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Đinh Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Đinh Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Đinh Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Dần. Vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Dần là món quà cực lớn đối với tuổi Đinh Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mão.
Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Mão có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Mão, vì tuổi Mão không có khả năng làm được. Tuổi Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên. Bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tuổi Thìn thông minh và năng lượng dồi dào sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Đinh Mùi cũng thích chỉ huy nhưng là những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, tuổi Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng. Còn tuổi Đinh Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng, tuổi Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Đinh Mùi sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là tuổi Ngọ. Tuổi Đinh Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì tuổi Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính. Bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới cách để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Đinh Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Đinh Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng, mặc dù thích quyền lực. Nhưng cả tuổi Đinh Mùi và tuổi Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh. Do đó, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dậu. Có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Đinh Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Đinh Mùi khá may mắn, còn tuổi Dậu khá có duyên với tiền nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, tuổi Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc, giao thiệp với khách hàng. Tuổi Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, tuổi Đinh Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Đinh Mùi. Nhìn chung, tuổi Đinh Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Hợi làm chủ. Tuổi Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Đinh Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Quý khán giả thân mến, cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thì chùa chiền cũng có quy tắc giới luật riêng. Bất cứ người nào muốn đến chùa lễ Phật thì phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của chùa và tuân theo nội quy, quy định. Điều này sẽ giúp các bạn tu phước. Ngược lại, nếu bạn bất kính với chư Phật, chư Bồ Tát và xúc phạm uy nghiêm của chư Phật và chư Bồ Tát thì bạn sẽ làm tổn hại đến phước lành của chính mình. Khi vào chùa lễ Phật, nhất định không được có suy nghĩ kiểu này. Một là đòi hỏi quá nhiều và tham lam. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều người trong xã hội đến chùa thờ Phật với mục đích cầu một điều gì đó, họ cho rằng mình có thể cầu nguyện thành công trước mặt Phật và Bồ Tát. Miễn là họ thành tâm thì Phật và Bồ Tát từ bi chắc chắn sẽ phù hộ cho họ và mọi điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Đôi khi những người này cảm thấy một điều ước thôi là chưa đủ, mà tham lam cầu khấn nhiều thứ, chẳng hạn như sức khỏe tốt, sự nghiệp thành công, tài chính dồi dào,
miễn là tốt cho bản thân thì cầu nguyện lên Phật và Bồ Tát. Đây là một loại mê tín dị đoan và thiếu hiểu biết, và đó không phải là niềm tin thực sự vào Phật giáo. Hãy cẩn thận đừng tham lam khi đi chùa. Cầu khiến Phật giáo không phải là nơi trú ẩn an toàn, cũng không phải là nơi mà có thể đáp ứng những yêu cầu của chúng sanh. Khi chúng ta lễ bái Đức Phật, chúng ta không cầu xin Đức Phật và Bồ Tát giúp mình thực hiện được ước muốn, mà là hãy sám hối trước Đức Phật, học hỏi trí tuệ và từ bi từ Đức Phật và Bồ Tát, nhận ra sự giác ngộ của chính mình và thay đổi chính mình. Phật giáo dạy chúng ta rằng, chúng ta nên phát nguyện lớn lao để mang lại lợi ích cho người khác và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta nhìn nước trong thiên nhiên, thì nước thiện có lợi cho vạn vật mà không tranh thờ Phật, không phải là xin tiền mà là học cách sám hối, tu tâm. Chúng ta cùng nói về 6 pháp tu để giải trừ các hộ ách của Đại Thừa Phật Giáo. Đầu tiên là học cách bố thí và tích lũy công đức thông qua bố thí. Bằng cách học Phật, bạn có thể thanh lọc tâm hồn từ bi và an vui, và để trái tim bạn hòa hợp với trái tim của Đức Phật. Hơn nữa, tham là một trong những điều cấm kỵ của Phật giáo. Đức Phật cũng dạy rằng, 8 nỗi khổ ở đời là những nỗi khổ không thể có được nên chúng ta phải kiêng tham. Nếu đòi hỏi quá nhiều, chấp trước quá ích kỷ thì chúng ta sẽ càng xa Phật, cuộc đời sẽ khổ đau hơn. 2 là đi tìm Phật mà tâm ác, lòng sân quá nhiều, giận dữ là ngọn lửa trong tâm, có thể đốt cháy cả rừng công đức, là hành vi tiêu hao tâm đức mỗi ngày. Muốn đi theo con đường Bồ Tát thì phải chịu nhục và bảo vệ chân tâm của mình. Nếu bạn có mâu thuẫn với ai đó trong cuộc sống và không biết phải làm sao, mà đến gặp Đức Phật và Bồ Tát để cầu xin Đức Phật và Bồ Tát trừng phạt ai đó, thì đây chính là một sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với Tam Bảo. Đạo Phật dạy người ta phải làm người thiện, lòng hận thù vô song không phải là tích phước diệt nghiệp mà là tạo nghiệp. Đi chùa đừng mong cầu nhờ Tam Bảo trừng phạt người mình ghét, điều này không có Phật nào ủng hộ cả. Chúng ta nên diệt trừ ngọn lửa vô minh trong tâm bằng cách lễ bái Phật và có tâm rộng lượng, bao dung như chư Phật và chư Bồ Tát. Khi chúng ta nhìn thấy Phật Di Lặc Ngài luôn mỉm cười, bụng phệ vui vẻ và thoải mái, noi gương theo Ngài thì mới bớt sân hận được. Nếu bạn không thể buông bỏ những ám ảnh của mình và ôm hận lỗi lầm của người khác, bạn sẽ bị chính nhân quả trừng phạt và bạn sẽ là người gây ra tội ác. 3 là quá nhiều nghi ngờ. Một số người không hiểu Phật giáo và luôn hoang mang và nghi ngờ linh tinh, họ thậm chí còn cho rằng đó là mê tín và nửa tin, nửa ngờ. Điều này cũng đúng với những người này trong cuộc sống và rất khó để họ thiết lập niềm tin thực sự vào bất cứ điều gì. Một số tín lễ đến chùa lễ Phật và cầu nguyện, họ chỉ đi theo đám đông và có cảm giác kính sợ tượng Phật. Nhưng họ không thực sự tin vào Phật giáo mà chỉ là những người tham gia một cách vô tình theo đám đông cho vui. Bạn không cần phải tin nhưng cũng đừng nghi ngờ, thậm chí chê bai hay vu khống Phật giáo. Bất kể chúng ta có tin vào đạo Phật hay không, trước những hình ảnh trang nghiêm của Đức Phật Bồ Tát, chúng ta đều phải lễ bái Đức Phật một cách tôn kính và thành kính, nghiêm túc. Bởi vì Đức Phật tượng trưng cho lòng nhân ái, từ bi và trí tuệ, nên đó là bồ đề tối thượng mà mỗi chúng ta cần không ngừng tu tập khi vào chùa lễ Phật. Không được có những suy nghĩ bị cấm khi lễ Phật trên, nói chính xác là không được có 3 loại tâm tham sân si, thờ Phật tập trung vào sự thanh tịnh, nội tâm, lòng đạo đức và sự tôn trọng. Nếu không có động cơ đúng đắn thì sẽ khó đạt được lợi ích của Phật Pháp và niềm vui của Phật Pháp. Trên đây là tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.